Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đi lấy 74 cuốn sách du ký nha. Thì đầu tiên anh em ở cái Sulan thì anh em vào trong cái hiệp hội thám hiểm ha. Gần cái NPC tên là Thi Duy Ân đây. Đó, anh em chạy lại đây. Ở đây mình sẽ lấy được 5 quyển nha. Một quyển. Anh em cứ bấm vào rồi bấm hoàn thành thôi. Hai quyển. Ba quyển. Đó, được cộng điểm ép xe kinh nghiệm nha anh em. Bốn quyển. Rồi, vậy là mình đã lấy đủ 5 quyển ha. Tiếp theo là anh em qua NPC Văn An Mộc nha. Đây là cái NPC Văn An Mộc thì anh em có thể là nhảy lên. Đó, anh em nhảy lên đây anh em lấy nha. Địa lý thám hiểm. Rồi bây giờ anh em chạy lên tầng ha, ngay chỗ Long Bích Hoàng á. Ở cái chỗ Long Bích Hoàng này mình sẽ kiếm 3 cuốn ha. Rồi ở đây anh em sẽ lượm một cuốn nằm trên tuốt trên cái góc trên này nha. Mình quay về thì anh em biết nó nằm ở đâu đúng không? Anh em chạy qua bên chỗ Đoan Một Trùng nha. Ở chỗ Đoan Một Trùng này thì anh em cũng sẽ lấy 3 cuốn. Rồi anh em chạy qua bên chỗ Hải Minh Nguyệt. Cho bên chỗ Hải Minh Nguyệt thì chỉ có một cuốn thôi. Chuyện ma quy 1. Rồi, vậy là xong ở trong cái hiệp hội thám hiểm nè. Bây giờ anh em sẽ chạy ra cái tiệm sách của Tạ Văn Đa nha. Anh em muốn kiếm cái nhà sách của Tạ Văn Đa thì anh em nhập cái địa chỉ này nè, 636 và 407 nha. Nó chạy tới đây thì anh em đi vô. Ở trong nhà của Tạ Văn Đa thì anh em sẽ kiếm 3 cuốn nha. 3 cuốn Quái Đàm. Rồi sau khi mà chạy xong ở chỗ Tạ Văn Đa thì anh em chạy lên trên nhà của Thuyền Mai Biển. Ở đây nhà của Thuyền Mai Viễn thì anh em đi vô trong cái chỗ này nè. Mình không nhớ rõ lắm nhưng mà mình nhớ là nó đó, Quỳnh Hoa Bảo Điện. Giống kiểu Châu Tinh Trì quá anh em. Rồi bây giờ anh em sẽ chạy ra chỗ trà thất của Tây Thi Trộm Trà nha. Anh em đi vô đây. Trong đây thì anh em sẽ kiếm cái quyển Chuyện Ma Quy 5. Đây. Rồi, kiếm được một quyển đó thì anh em chạy ra thôi. Tiếp theo thì anh em chạy tới ngay chỗ cái quán Lăng Ba nha. Nhưng mà mình không có vô trong cái quán. Anh em đi theo mình nè. Anh em chạy lên trên tầng nha. Ở trong đây thì nó có hai phòng này, anh em thấy không? Anh em vô trong đây. Rồi ở đây thì anh em chỉ lấy một quyển này thôi. Lấy xong quyển này anh em đi ra. Anh em chạy tới cái phòng kế bên.
Trong đây thì anh em sẽ kiếm hai quyển nha. Tập thơ Chân Mây quyển 8 và một quyển Quái Đàm 3 nữa. Trong bên đây nè anh em. Đó. Tiếp theo là anh em kiếm cho mình cái tọa độ này nha. Đó chính là 593 và 397. Chạy tới đây rồi thì anh em giờ ở đây nó có cái cổng anh em chạy vào. Rồi ở đây là hàng trạch. Và đây anh em chỉ lấy một cuốn thôi, đó là Tàu Thủy Phong Cảnh Lạc. Rồi lấy xong anh em đi ra. Cái quyển sách tiếp theo thì anh em nhập giùm mình cái tọa độ này nha, 697 với 500. Rồi ở đây nó sẽ có một quyển Quái Đàm. Còn một quyển nữa, kiếm thử coi. Đây nó nằm sát bên đây luôn nha anh em. Du ký ảo mộng thượng. Đó, rồi chỗ này anh em sẽ kiếm được hai quyển. Bây giờ anh em sẽ chạy ra nhà ốc biển trước đi rồi anh em qua nhà ông Lương ha. Hay là mình qua nhà ông Lương trước đi. Ở đây gần nhà ông Lương hơn. Rồi. Anh em phải rà soát kỹ. Ngay mấy chỗ này nè. Mình thấy ngay đây là thấy có hai quyển rồi đó. Một quyển nè. Ở đây có quyển hả? Ít vậy. 2 3 4 5 mới có 5 quyển rồi nha anh em. 6 ở đây anh em sẽ lấy được cái quyển Thủy Triều Thượng. Tiếp tiếp thì anh em chạy qua cái nhà rồi gọi là làng Tịch Tộc. Nó ở đây nè. Trong đây thì anh em sẽ lấy được Thủy Triều Hạ. Anh em cứ chạy vòng vòng là anh em kiếm được à. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới nhà của Hải Minh Nguyệt ha. Anh em bơi ra mắt thằng biển giúp mình nha. Mình sẽ hướng dẫn anh em đi vô nhà của Hải Minh Nguyệt. Được nha. Anh em muốn xuống nhà của Hải Minh Nguyệt thì đầu tiên anh em phải hoàn thành cái chương 4, mở một cái 1.0 hay là 2.0 gì đó của chương 4 thì anh em mới lặn xuống nhà của Hải Minh Nguyệt được. Ok, khi mà ra ở mắt thằng biển rồi thì anh em lặn xuống. Anh em giữ cái nút lặn xuống với mình nha. Mình sẽ hướng dẫn anh em vào nhà của Hải Minh Nguyệt. Thì anh em nào chưa biết thôi, chứ anh em biết rồi thì thôi. Đó, khi mà nó chuyển cảnh như thế này rồi đó, thì anh em để ý. Mình xoay vòng vòng mình tìm thôi. Đó, anh em bơi xuống, lặn xuống chút, anh em quay, anh em thấy cái lỗ nó gì nè. Thì anh em bơi lên. Đó. Anh em chỉ cần bấm nút lên là anh em sẽ bơi lên được trên nhà của Hải Minh Nguyệt nha. Rồi, trong đây thì anh em lấy hai cuốn sách thôi. Anh em nào chưa hoàn thành được cái chương 4 thì mình để này lại sau. Xong lấy cũng không sao cả. Bây giờ anh em qua Win Chan nha. Anh em gọi cho mình cái tọa độ là 958 và 702. 702.
anh em cứ gõ đúng cái tọa độ đó là nó sẽ chạy tới ngay chỗ này nha. Anh em cứ việc lấy thôi. Bây giờ anh em sẽ chọn vào bản đồ nè. Anh em chọn với mình ngay chỗ tế đàn Hắc Đế nha. Từ ở đây thì anh em chạy theo mình nha. Ở đây anh em chạy thẳng vô. Nó nằm ngay chỗ đồng minh đó. Nó chạy tới chỗ đồng minh thì anh em chạy qua đây. Rồi xong. Bây giờ anh em sẽ qua sườn mây nha. Rồi ở sườn mây nè anh em. Thì ở đây có một cuốn nè. Anh em lấy cuốn này đi. Xong thì anh em sẽ chạy bộ lên trên đây. Đó, ngay chỗ này nó có một cuốn nha. Nhìn vậy chắc anh em biết phải không? Nếu anh em biết thì đây là tọa độ của nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái map Kinh Đô. Rồi, ở Kinh Đô thì anh em chạy tới cái thư viện thần ngữ nha. Đây nó nằm chỗ này, thì đây anh em sẽ kiếm cho mình là 5 cuốn. Mấy cái bàn học này mình để từ từ đi, xíu nữa mình đi một lượt mấy cái bàn học thì mình kiếm vòng vòng trước đi. Hai cuốn như vậy là hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi xuyên qua mấy cái bàn học đó, mình lấy cho dễ. Ba cuốn rồi đúng không? Rồi đây là cuốn này nữa là 4. Ủa cái này là không có hả? Cái đó nó chỉ xem thôi nè. Đây đây mới là cuốn thứ 4 này. Rồi một cuốn nãy mình bắt gặp ngay đây nè, 5 cuốn. Rồi bây giờ anh em sẽ chạy ra. Rồi cái chỗ này là sư trai nha, anh em vô. Trong đây sẽ có 4 cuốn nha anh em. Mình bắt đầu kiếm từ góc từ góc. Rồi cũng kiếm đủ 4 cuốn thì anh em đi ra. Rồi sau khi ra khỏi sư trai rồi thì anh em chạy thẳng qua bên cái nhà bên đây nha. Rồi giờ mình sẽ kiếm cuốn đầu tiên nè. Đầu tiên thì mình sẽ chạy vòng vòng cái này đi. Đó 2 cuốn rồi đúng không anh em? Ba cuốn. Bốn cuốn. À đây là cái cuốn tiếp theo nè, 1566491. Rồi đây là cái cuốn tiếp theo nha, 1565450. Rồi thì anh em tới cái động tàng thư ha, anh em đi vô động trong động tàng thư đi.
Ở đây nó sẽ có hai hướng để cho anh em đi lấy sách này, anh em quẹo bên trái trước đi. Ở trong cái động tàng thư này thì mình sẽ lấy khoảng là 6 cuốn. Mình sẽ đi kiếm thôi. Rồi ở bên đây có hai cuốn ha. Mình chạy qua góc bên đây. Vô trong cái đường này. Ba cuốn. Rồi có ba cuốn ha. Bốn cuốn. Năm cuốn. Rồi 6 cuốn. Giờ là đủ nha anh em. Rồi anh em chạy tới cái tọa độ này nha. 1737 và 463. Thì ở đây nó sẽ có 2 cuốn. Và bên trái sẽ có 1 cuốn nữa. Rồi tiếp theo anh em chạy tới chỗ Thanh Phong Trà Trang nha. Đó, ngay chỗ này. Và cái tọa độ của nó là 830 433. Anh em chạy vô đây. Ở trong đây cũng sẽ có hai cuốn nha. Rồi anh em chạy tới ngay chỗ cái lối vào Cẩm Phong biệt viện giúp mình nha. Đó. Anh em chạy vào. Khi mà anh em vào cái Cẩm Phong biệt viện rồi thì anh em chạy tới tọa độ này. Thì tốt nhất là anh em gọi cho mình cái tọa độ này nè, 538 và 282 nha. Ở đây sẽ có 3 cuốn. Ở đây có 1 cuốn. Anh em lui lại tí. Bên đây con cuốn nữa. Rồi, vậy là tẩm phong biệt viện xong rồi đó anh em. Tiếp tục thì anh em gõ cái tọa độ này giúp mình nha. Và anh em thấy trước mặt nó có một cái điểm để đi vào trong vườn hoa mai, anh em vào. Ở đây mình sẽ lấy một cuốn ha. Lấy xong cuốn sách này rồi thì anh em chạy vào cái điện Vĩnh Hồi nha. Cứ chạy theo mình là được. Này, nó có để chữ điện Vĩnh Hồi đó nè. Trong đây thì anh em sẽ lấy cho mình là 6 cuốn nha. Và mình sẽ đi kiếm cẩn thận nha. Rồi, ở đây 1 cuốn nè. Ba cuốn này. Mình đã thấy cuốn thứ tư rồi đó. Ở đây 4 cuốn này. Rồi, 5 cuốn. Ngay chỗ chính giữa một cuốn nữa là 6 cuốn. Mình thử chạy đây. Không có. Rồi, vậy là mình đã lấy đủ ha. Rồi ok, mình vừa hướng dẫn anh em xong 74 cuốn sách du ký. Tọa độ các kiểu ha, anh em cứ chạy theo mình là sẽ lấy được. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.